xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Và chủ đề ngày hôm nay đó chính là thử thách sức chịu đựng. Thử thách gì anh Phúc? Thử thách ngày hôm nay cực kỳ đơn giản nhưng cực kỳ đã. Cái gì anh Phúc? Phê lắm. Đứa bình thường có ngâm mình dưới nước rồi đúng không? Dạ. Mà chỉ ngâm được vài tiếng đồng hồ thôi đúng không? Dạ. Ngày hôm nay anh sẽ cho mấy đứa ngâm ai là người ngâm lâu nhất thì người đó sẽ là người thắng cuộc. Dễ. Dạ. Dễ quá. Dễ nhân cơm. Nghe dễ thì rất dễ nhưng mà lúc mà thực hiện thì nó hơi khó. Bình thường là mặc áo mặc quần đồ xuống nước ngâm bình thường đúng không? Dạ. Ngày hôm nay chơi chân chuột. Thôi. Dạ. Dẹp đi. Dẹp. Sao vậy? Giờ tôi nói nè, chơi không? Mày chơi mình đi. Mày chơi mình đi. Cá ghẻ sơn phu. Mấy này chơi không luôn? Mấy này chơi không? Có gì hổng mới chơi. Tất nhiên và giải thưởng ngày hôm nay phải gấp đôi luôn cả cái giải thưởng. Gấp đôi rồi. Sao vậy? Đừng có 3 triệu nha anh Phúc. 2 triệu thôi. Được không? Được. À, đâu mà như 4 triệu như đợt trước đúng không? 4 triệu như đợt trước cao quá. Đâm ra mấy thanh niên này từ chối ai cũng xuống dưới nước sớm hết. Giải thưởng lớn mà Nhã đúng không Nhã? Đúng rồi, giải thưởng lớn. Nhã thấy giải thưởng mấy này thấy giải thưởng là thích chơi liền. Chơi không? Chơi. Nếu chơi sẵn sàng thì đi theo anh. Let's go. Sao mấy đứa sẵn sàng chưa? Rồi. Bây giờ cởi nó luôn hay sao ta? Xin xuống nước đi. Rồi ok, xuống nước đi rồi. Áo chân trước đi. Ồ, quá tốt. Rồi đó, xuống nước đi. Rồi. Xuống luôn, đặng xuống luôn em. Khởi động nghe. Rồi, khởi động đi. Thằng này dở xuống khởi động chút chứ, không giật bẻ đó. Một con vịt xe ra hai cái cân. Nó kêu gặp. Xuống đi chứ, xuống lẹ đi. Ơi, ơi. Thay nơi ta ra trời. Mày chạy lẹ đi. Lẹ khoai cái. Từ từ xuống. Ta xuống từ đầu chết luôn. Anh lâu. Rồi. Còn biết bây giờ mẹ cho tên con. Rồi sẵn sàng chưa chứ ngâm hồi lâu lạnh nè. Ok. Thiệt quá. Đúng lắm kìa. Nước đang rất lạnh đúng không? Áo đây. Rồi áo. Một cái áo nè. Hai cái áo, ba cái áo, đặng đâu? Đây nè. Anh nói mấy đứa nghe nè. Mỗi đứa một góc, cởi quần ra. Nha, đừng có lú lú nữa nha, anh nói trước nha. Rồi, Nhã đưa quần đây, đưa quần đây. Thôi, đưa đây đâu mà chơi. Đâu, thử quần đây coi. Trời đất ơi, quần màu văn tùm lum hết. Quần nhãn áo hả, à, một cái em. Ờ, à, quần thật ghẻ. Ê, qua thường. Thật ghẻ nè. Trời ơi mấy đứa này. Nhã nháo thật ghẻ qua thượng rồi, đẳng cấp đâu? Từ từ luôn. Đưa quần lên em. Coi. Wow, quá dữ. Rồi mấy đứa tập trung đây trước hết giùm anh đi. Thôi anh Phu. Sao vậy? Lại gần nhau dễ cỏ xét lắm. Đẳng. Đúng rồi. Sát thương em rộng lắm. Ê. Sao? Ba bóp mày liền nó ra kia nè. Trời ơi. Bóp sức mệt. Rồi sẵn sàng chưa? Rồi. Anh bắt đầu bấm giờ nha. Bấm giờ nha. Rồi. Rồi đó. Bắt đầu. Đặng dạo này à. Hơn cơn nè. Thấy không Phúc? Thấy gì cơ? Không có gì hết. Đâu thấy được chứ nước mà sao thấy đúng không? Đúng rồi. Nước này hơi trong. Đúng rồi. Sao mát không? Mát. Cực mát luôn đúng không? Cực mát luôn. Sao mình cởi quần ra tha cảm thấy mất an toàn á. Sao em sợ mất an toàn mày? Cá rẻ cũng chết rồi nè. À, hai thanh niên này sao đây? Giỡn hết vậy ta? Hả? Có mày gắn cái lưỡi câu vô được hả? Thôi bây giờ vậy đi. À, mấy đứa tập trung lại một chỗ đi. À, không, anh dễ quay. Sao? Cọ sát lắm Phú ơi. Có ai đụng mày đâu mà cọ sát. Có. Mạnh lắm. Sao giỡn cái mày đi? Đi chơi rồi. Ai đụng chạm người khác thì người đó bị loại ngay lập tức được không? Được. Rồi xếp một hàng ngang giùm anh đi. Ờ ơi lâu lâu được ngâm bình với nước quá sướng luôn. Mà hồi thắng còn được giải thưởng nữa. Teo rồi. Gì? Teo rồi. Đó đó rồi. Ê, thôi cảm giác mà hồi xưa cái cảm giác mà cứ nghe nói cởi chuồng 80 mấy đứa có nghe không? Chưa. Hồi xưa mấy đứa có cởi chuồng 80 lần nào không? Chưa luôn. Ôi xạo đi mấy ông nhỏ, hồi xưa mấy ông nhỏ xíu mấy ông có biết gì đâu. Quên sạch tỉnh luôn. Anh hồi xưa còn có cái giáo dụ mà cởi chuồng tắm mưa mà. Ôi ghê. Ông nhỏ xíu có biết gì đâu. Đúng không nghe?
Ghẻ đó trước, hồi trước là hình như anh nghe mẹ nó kể là chuyên gia đâu chạy ra ngoài đường mà lúc mà trời mưa tầm tạ xe nó chạy ngang vù nó cứ nhảy tưng 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 mà. Đúng rồi đó. Nhưng mà không có cởi quần nữa thôi. Không di chuyển nhiều nha. Sao cảm giác nửa tiếng đồng hồ chơi qua thấy như thế nào rồi hai bố đứa? Phê. Teo. Em thấy có mấy con dĩa bu bu ghê, em nó ghẻ em vô. Ghẻ cái gì? Yên tâm đi, ở đìa cá này rất là nhiều à, có cá chê có nè. Cá chê là dính liền đó. Rồi cá lồng tông cũng có nè. Cá lồng tông không sợ. Ơ đâu có, lồng tông nó massage giỏi lắm nha. Ờ à, đúng rồi. Thôi lên đi. Có mấy con cá lóc bông nữa. Ờ à, mấy con lóc bông đã lắm. Nó tát còn dữ nữa. Đặng xong đưa hai tay lên bám cho chắc cưng. Thôi anh Vũ ơi. Sao vậy? Để tay dưới để không cá lóc nó tóc. Nó chụp một cá đi luôn á. Mất giống có mẹ em luôn anh Vũ. Cái gì giống ba vậy chứ mẹ mày gì? À nó lộn, nó lộn. Nó lộn, nó lộn. Mấy đứa thấy anh tôn trọng mấy đứa ghê chưa? Ừ. Quần của mấy đứa xếp hàng ngay ngắn thẳng lối đàng hoàng. Quần nó nào ra đứa đó. Ui lạnh quá trời lạnh rồi anh Vũ ơi. Lạnh không? Lạnh. Lạnh hả? Bao nhiêu phút mới bốc đồ ăn anh Vũ? Phải 4 tiếng đồng hồ mới được bốc đồ ăn. Đồ ăn nhiều không Vũ? Đồ ăn ở đây rất là nhiều luôn. Có đặc biệt có lụ đạn nữa. À cái lụ nhầm. Lạnh quá mày ơi, nào đồ hàng cho tao thắng cái coi. Lâu rồi tao chưa được thắng đó. Mày đâu hàng đi, tụi tao thắng, tụi tao chia cho. Sao mày đưa? Có quyết tâm lấy 2 triệu không? Em sẽ quyết tâm lấy 2 triệu. Wow. Thôi mày bớt nổi đi Đặng ơi, tao chắc mày 2 cụi luôn á. Tao ngâm 2 ngày còn được nha mày. Wow, quá thật dữ rồi ta. Rồi 2 ngày thêm ngày nữa. Tao chắc mày 3 cụi luôn. Kìa ta. Tao ngâm nửa tiếng còn được nha mày. Ôi ôi, quà thường được anh Phú phơi quần cho luôn ta. Ê, à, nói chứ à, mấy đứa ở lại chơi nha, anh đi vô nha. Dạ dạ. Chứ giờ đây làm gì? Chả quần em rồi, xong đi vô. Chả quần em rồi. Sao mấy đứa đang làm thử thách mà chả quần gì? Nãy giờ em nghi lắm nè anh Phú. Nghi cái gì? Nghi cái gì? À, anh Phú chơi quần kìa. Cái quần sao vậy trời? Anh cho đâu, anh cho anh chỉ treo đó phơi tí, hồi mấy đứa đi lên mấy đứa lấy thôi chứ có gì đâu đúng không? Nó nào mạnh dạn thì cứ bước lên lòng thòng lấy quần thôi. À, em đâu có sợ. Trời kỳ quá. Sao? Mày ngồi xuống đây, tao đẩy mày lên mày lấy quần nha. Nè, tao dẫn xuống nè. Lấy cây khiêu đi, lấy cây khiêu. Ở trong đây là Đặng cao nhất đúng không? Ừ. Đặng lấy được không em? Không, không được, không được, không được. Tao nhảy thử coi, nhảy thử cho mọi người coi coi. Thôi em không có tiền chỉ nhảy đâu. Em nhảy lên là lộ hết dưới sao anh Vũ? Mình thông minh quá. Tập trung lại anh hỏi cái chút đây. Ừ. Mấy đứa nhớ bữa hôm chơi bột cua tôm cá với lô tô không? Dạ. Nhớ. Hình như đứa nào mà lượm sạch tiền anh luôn ta. Em lấy là có 10 ngàn. À thật chứ quá. Đúng rồi, hai đứa này nè. Anh của anh hết trăm mấy, gần 200 ngàn nè. Ủa em biểu anh chơi chị Phú. Ủa em nhân nặng có làm gì đâu Phú. Em nói hàng lắm kia đổi bài đó anh Phú. Chính vì lý do mà hai đứa này đổi bài nó hợp tác cho nên bài anh nó lên xấu quắc luôn. Có đổi vài tờ đó. Rồi bầu cua tôm cá cũng vậy, nó chơi nó nhìn cái kiểu gì nhìn thấy bên trong, nó đặt cái đầu cái nó trúng bóc. Tin gần chết luôn. Đó, và ngày hôm nay cái hậu quả của mấy đứa đó chính là những chiếc quần đang được phơi như khô mực luôn. Sao biết ăn hận hối lộ một mình chưa? Chưa. Rồi, chưa hả? Rồi. Chưa thì cái quần cứ nằm ở đó luôn. À, anh để coi mấy đứa lấy quần sao. Thì nói chung ở đây cũng trống vắng lắm. Xung quanh có vài hộ gia đình thôi chứ không có gì hết. Sao cố gắng lấy cái gì vậy kìa? Ê đây đâu có người đâu quay, leo lên lấy đại đi. Ừ đúng rồi, leo lên đi cưng. Đâu có ai đâu. Đúng rồi, cái camera chỉ có vài trăm ngàn người khán giả đang xem video này thôi. Không mà phải được vài ngàn luôn. Để tao đi vài cũng khổ nữa, tao che mới được. Đúng rồi, lấy vài cũng khổ che lại đi ba. Đó, lá sen nó nhóc đó trời ơi, rau muống nó cuốn quanh rồi mò lên lấy quần đúng không? Lên đàn. Từ từ. Ơi, ơi cao chưa hả? Ê, đấy. Mấy đứa này âm mưu lấy quần, anh mày không cho lấy luôn. À. Anh mày dẹp luôn. Rồi. Nãy giờ đã khoan nhượng để cho cơ hội lấy mà. Cả nhây cái xin lỗi, không xin lỗi. Ơi, tao có cây khiêu nè tụi ơi. Cây gì nữa anh Phú dẹp quần rồi. Dù
dục luôn đi, lấy làm gì nữa. Bây giờ hòa thượng với thằng ghẻ nó sao cho anh mát lòng rồi có trả lại số tiền gian đây không? Em chúc con luôn. Hai mẹ con có chuyện đánh em. Em hứa là em sẽ trả tiền lại cho anh Phú và bồi thường gấp đôi. Ủa cưng bữa hôm đó cưng thua luôn á chứ cưng không thắng luôn á nhỉ? Em không có liên quan luôn, sao anh Phú bán lại như 10 ngàn á Phú? Em lại được có 10 ngàn. Rồi sao đặng 10 ngàn đó sao đặng? Ăn bánh hết rồi. Anh bánh hết hả? Thì thôi bây giờ đổi cái quần lấy 10 ngàn nha. Không rồi, không rồi, cái quần em bán mấy ngàn. Hết tiền cho anh mà. Rồi bữa hôm đó quà anh quà hết nhiêu ta? 150 chứ nhiêu luôn. Đúng rồi, giờ đền 300. Tính tới lấy cái quần. Đi lên. Được không? Ký giấy cam kết rồi đồng hoàng khi mà bước lên đồng giấy này đi Phú. Còn hai kia làm gì hả? Hai đứa kia nhây không chạy quần luôn. Sao đặt? Sao là sao? Trời này chưa có sao. Bờ hổm đặng dám cấu kết với mấy đứa này. Chơi hè soi mói mấy cái con bồ cua tôm cá trong cái hộp lắc của anh ha. Hộp lắc trong. Xong cái bắt đầu đá luôn nhau kịch kịch, đặt tôm ra tôm, đặt cua ra cua, đặt bầu ra bầu. Anh chung một hồi sạch giấy luôn. Còn quà thử ngồi cười híp mắt luôn mà, thắng quá trời nhiều mà đúng không quà? Đúng rồi. Trời ơi. Trời bọc. Rồi còn cái chuyện này nữa, ghẹ nữa. Anh cay cú cưng lắm nha ghẹ. Cái gì anh Phúc? Cưng đọc lô tô mà cứ nhìn thẳng vô cái bịch. Cưng thấy tụi nó chuẩn bị kinh con số nào cưng bóc ngay chát. Rồi hồi ra anh chia tiền nhau hả? Vui không? Vui, vui, vui. Đúng rồi, vui vào ngày hôm nay. Cái sự vui đó trả giá bằng những cái quần. Cày cũ lắm mấy đứa ơi, cày cũ lắm. Nói gì thì nói đắng. Ra ngoài kia nghe lời chút đi em, anh còn khoan nhượng cho chút. Sao nói sao cho anh hài lòng cái cây? Nãy là tao nghi rồi. Nghi gì nhỉ? Không biết mày kể. Lâu Phú cho anh mà không chịu nghe, 2 triệu là mờ mắt bê bê. Ủa, có làm mờ mắt cưng không nhỉ? Thanh niên háo hức nhất đúng không? Đúng rồi. À, nó 3 triệu thôi, 3 triệu thôi, không dám chơi đâu, anh Phú cho 2 triệu chơi. Ơi, tính ra 2 triệu đổi cái quần cũng trị giá chứ nhỉ? Thôi là được rồi em Phú ơi. Lời đúng là. Lời luôn á, lời lúc luôn. Lời được. 2 triệu là mua đít được bao nhiêu cái quần chứ, đúng không Đặng? Ừ. Lạnh quá trời lạnh rồi Phú ơi. Nó teo luôn rồi. Đợi chút cái lóc lại anh hỏi thăm mấy đứa đi. Lại đây bằng thịt nó luôn. Anh dục ngồi xuống đây là nó rồi. Cái chè mà anh dục ngồi xuống là nó bu lại một đống luôn á. Đây, đợi em nắm đầu đập luôn. Có cái trà không anh Phú? Cái trà hả? Không, ở đây không có cái trà. Có cái trà đường không anh Phú? Thì này có cá lóc bông nè, rồi cá lồng tông, cá chê đồ. Cái đó nó tá một cái là. Sao từ khi mà anh nói có cá lóc bông cái mỗi đứa một tay đu một tay che hết vậy? Anh nghĩ ra anh nói mà táp cái là còn nửa cây đó. Sao nói sao cho anh mắt lòng với coi, bây giờ từng đứa nói anh trả quần cho nè. Phú ơi. Sao? Trả em quần đi em trả anh lại tiền anh không? Chắc không? Chắc. Lấy gì làm bằng chứng? Lấy cái quần em làm bằng chứng. Tính ra là nó quỳ vốn luôn á. Không, bây giờ vậy đi anh nói nghe nè. Thực sự ra số tiền anh không cây cứu mà cây cứu mấy đứa trên da anh. 5 minutes later. Thôi mệt quá mấy đứa không có lời gì nói thì anh đi lên nha, anh cầm theo mấy cái quần của mình. Để em nói chứ cho. Mấy cái quần bây giờ nó còn giá trị hơn tiền bạc nữa đúng không? Dạ. Có gì chịu ra em bao anh chạy sửa vậy em sẽ bồi thường tất cả những gì mà em nói là mà anh mất. Wow. Anh đã mất hả? Nghe nhà nói có vẻ như là nặng nề quá ta. Không. Mới có, mất như là em cho anh gian anh thì em sẽ tự đồ hút cho mình và làm tiền cho anh. À, được, nhả được rồi nè. Thôi nhả đi lên em. Ê, cái quần đâu lên không? À quên, cái quần. Mà khoan suy nghĩ lại chút. Làm sao mấy đứa chơi hợp tác với nhau mà mấy đứa phải nói đồng tình hết thì anh mới chạo quần chứ đúng không? Nói được. Em xin lỗi anh Phú, em xin lỗi anh Phú. Không, chấp nhận là xin lỗi. Nói đi Trang nhả nói là sao cho anh nghe mát lòng. Ok. Em xin lỗi với Phú. Cưng dần đi mấy này nói. Để quần sách vô lấy. Em xin lỗi với anh Phú. Em lặn xuống em cầu em móc. Ừ móc. Đứa nào mà mô tính toán lấy mấy cái quần là anh lấy luôn. Tập trung lo che cái cụ quý lại nha. Nó không che lại quên nữa. À, không che lại mất công cá nó rẻ đó. Rồi ghẻ có lời gì muốn nói không?
Anh Phú ơi, cho em 100.000 đi. Rồi, một thằng mất quần. Mất cái quần mà hại luôn cả thằng nhà, không lấy lại cái quần luôn. Tay nói nha nhà, chứ không phải tay anh nha. Đừng. Sao Hoàng Hương? Anh Phú ơi, trả em quần đi, em sẽ bao anh trà sữa và mì cay đủ lớn. Cái kiểu anh muốn gì em sẽ cho đó. Đi Phú. Em thấy cái tai hại của việc chơi anh gian chưa? Không, mấy anh này hợp tác rồi, em có hợp tác với nó đâu. Nó kêu em là ê Hoàng, mày đưa tao con chín đi, tao đưa mày con bò. Nó nói vậy đó luôn, là nó chín lúc em buồn chết. Ây da, chơi bài cào của anh gian anh luôn đó hả? Nó mượn vô. Đứa nào? Thôi, hai đứa này nè, nó chỉ hai đứa này. Thằng này không nó đổi mà nào. Thằng em nó đổi mà đâu. Lúc đó quả ra tiệm nó mua nguyên cục bà, xong rồi nhét vô. Nó kêu em lại về lấy cái tô nhà anh Phú phan lỗ đi để lắp một cua. Ôi trời. Ê, đừng có đứa vô quang anh luôn. Em không có. Rồi sao Đặng? Ủa Đặng em có không? Khai thật. Vậy gì? Vậy tao có được cái tô không? Hả? Tao có được cái tô phan lỗ không? Có. Ê mày đó tụi mày là có. Mình em không nói thằng Đặng chân gian nhất anh luôn. Nó anh để anh gì? Trước khi nó lắc bùa cua nó đã xem qua hết rồi. À. Khi nó lắc băng keo vô chổng anh Phương. Sao? Nó dán băng keo vô cho cái con bọn nó dính chổng không? Ờ. Có luôn hả Đặng? Không được. Không nói nên lời đâu rồi, vậy là đúng rồi. Không còn gì để chối cãi nữa. Có trong đây chỉ có mình nhà ngáo là lấy biết ăn năn hối cải. Nhưng mà nhà ngáo thì bình thường mua mô ghê lắm. Nói đó chứ mà quên đó à, đúng không nhỉ? Đúng không? Anh Phú nói thề luôn, em không chơi gì với anh nữa. Anh Phú, anh mà đưa nó cái quần xong là nó sẽ kiểu như là nó qua nó bóp từng thằng hết á. Nó dính nó đẹp thôi. Giờ điểm. Giờ mà điểm số gì đâu đây em. Quan trọng là em lấy được cái quần hay không đó. Em tát nước anh nè, anh thương không? Em cứ tát đi, em hâm dọa anh hả? Quần thật ghẻ đúng không? Ghẻ đâu? Quần màu xanh anh nước anh luôn. Quần thì ghẻ đây đúng không? Bây giờ vậy mới vui này, giật cùng lúc 4 cái quần. Anh lộn quần đó. Anh cho mấy đứa một cơ hội. Lần cuối, nói sao cho nghe mát tai, sau đó anh sẽ trả quần cho mấy đứa. Để anh vui đi, em trả tiền lại hết cho anh vui. Bữa nay cưng lấy của anh bao nhiêu? 50%, 200 dưới anh Phúc. Không nhớ luôn. Em 150 nghe. Tí là trả trong anh vui. Chắc không? Chắc. Em 150. Nó có tiền mang theo không mà nhà? Có anh Phú ơi. Em trả anh 200 luôn. 150 mà em cho anh 200 đó. Đẳng cấp, ngay từ đầu anh tưởng đâu em là người hiền lành nhất trong team. Ai về cưng bày mưu tính kế cho tụi này nó hàm hai anh. Một cái quần đất ra đi không bao giờ chờ là. Mày. Chào tạm biệt. Bốn cái hay một cái? Bốn cái. Đó, đi đây đi. Chim. Chết chiêu, chiêu nó kìa. Còn hòa tới à. Tới nè. Liêu liêu. Ôi, Hòa Thương lấy quần thật kẻ mặt hay là sao? Giờ vẫn còn 3 cái quần. Vâng. Hòa Thương mặc quần thật kẻ luôn ơi. Tạm biệt mấy người anh em. Qua đây đây cưng. Ây. Bây giờ chúng ta sẽ chơi thịt kỵ. Dục một lúc 3 cái quần. Lẹ anh Phú, em sẽ cướp luôn 3 cái quần này luôn. Không, cưng xuống xuống được nữa. Hả, à, hối hận chưa? Mày xuống là mấy tao lượt cái quần đó luôn á. À. Hối hận chưa? Chưa. Rồi, ok rồi. Ngồi xuống. Dục đi. Và bây giờ là tao sẽ lấy cái quần cưng đắng đâu mà. Biết lỗi rồi mà. Tiền liền không? Ừ. Thiệt. Em trả liền nè. Lai. Lai liền. Trả cho em đi Phú ơi. Sao vậy? Cảnh quá teo cream luôn rồi nè. Nghẻ nó chưa teo kìa. Sao Đặng? Lạnh chưa? Của em teo rồi. Thôi tụi bay xin lỗi Phú đi, em muốn trả. Đúng rồi. Bây giờ mỗi đứa đóng phạt cho anh nhà ngáo à. Nhà ngáo thua đúng không? Nhà ngáo thua thì đóng phạt 50. Ok luôn. Ok ha. Ừ. Mấy đứa làm chứng nha. À. Chứ không là bữa sau là tiếp tục đó. Chưa nữa. Thôi nhà ngáo đi lên. Ôi quần nó phu. Quên nữa, trả quần luôn. Rồi. Tay quần nó phu em. À dạ. Ừ.
Ừ, nhất rồi. Đúng không? Đây đúng không? Đúng rồi. 1 2 3 Tao ăn không? Ôi, quả nó bay phát một ra tới luôn kìa. Một cái nữa. Lấy coi. Thôi rồi, tạm biệt. Đây. Thôi rồi, tôi xoay đi đây. Nhà hát của chúng ta không có cơ hội lấy quần các bạn. Mẹ Phúc, thay xong cái quần là trả nó nè luôn. Quần thương của chúng ta đã thay ra cái quần và trả lại cái quần người ta kìa. Tình này bỏ qua nha chứ. Rút kinh nghiệm bây giờ mày muốn không chơi anh Giang anh nữa nha. Dạ. Anh biết được là do anh coi lại cái camera thôi. Dạ. Rồi trả cho thằng ghẻ nè. Chúp. 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 Thằng ghẻ chụp được anh cho chụp nha. 1 2 3 Làm nhanh lên á. Ra đụng liền. Rồi nhảy ngáo. Đại cấp. Kéo. Kéo. Rồi đi lên. Mày bố mày nghe cái nào tiền nhiều hay không chơi đâu. Xảo ơi, nãy mày con nghe 2 triệu nhảy tưng tưng à. Chết chết. Sao kìa? Lạnh teo cream luôn à. Sao em? Lạnh lắm quá. Sao làm thử thách được không? Thì mấy anh em mình chôn vui là chính thôi nha các bạn. Những cái màn chôn của mấy anh em mình thì không có mang tính nguy hiểm gì đâu, chỉ mang tính giải trí vui thôi. Một có một chút lầy chút nhưng mà các bạn thông cảm đi. Tại team của mình trước giờ là vậy rồi. Nhớ nè, nghe nói là chơi cái gì cũng phải chơi trung thực, không giành lận, có thắng có thua cũng phải vui đúng không? Dạ. Do mấy đứa giành lận anh mới dẫn đến cái màn chôn ngày hôm nay. Hồi nãy anh còn thay cho mấy đứa chứ không anh mang quần mấy đứa mang vô trong nhà không biết mấy đứa tính sao ạ. Mình và các em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng xem. Để lại một like, đăng ký để theo dõi những video mới nhất. Chúc các bạn một ngày may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye. Thôi đi vô mấy đứa. Vô. Em không trả cho anh Phú đâu. Hả? Trời trời. Bye, em không trả đâu. Bye. Dư biết tính của mấy thanh niên này không các bạn. Nhưng mà thôi, lần sau mình sẽ tính tiếp nha các bạn. Dở cầu không cho anh Phú vô luôn. Con nữa nó lặn. Thôi nó giỡn rồi để lại. Dạo gần đây có nhiều trang mạng giả mạo kênh của tụi mình nha các bạn. Để dụ dỗ fan là kiếm rất là nhiều tiền của các fan luôn nha các bạn. Hiện tại mấy nay mình chỉ có một shop game duy nhất và một trang Facebook duy nhất. Đó là shop game Anh Ba Phải và trang Facebook Anh Ba Phải TV. Đường link của shop game và trang Facebook mấy nay mình để dưới phần mô tả nha các bạn. Ngoài ra tất cả đều giả mạo hết. Các bạn hãy cẩn thận để không bị lừa đảo. Sao nhớ hôm nay ngày gì không? Nhớ. Ngày gì? Lấy kim cương. Chính xác. Thôi bây giờ để cho mọi người không tò mò cũng thắc mắc nữa thì bây giờ đưa tài khoản của mấy đứa đây quay luôn, quay tài khoản mấy đứa nè. Giờ của nào quay đó được không? Được. Thôi đưa thật kẻ đi, chăn mơn đi. Quay này xác suất hên xui nha các bạn. Bình thường quay kim cương là vậy đó. Mình chỉ cho các bạn luôn nè. Đầu tiên các bạn truy cập vào YouTube tìm Anh Ba Phải nè. Chọn bất kỳ một video nào cũng được. Rồi tạm dừng. Các bạn nhấn vào cái dấu tích này nè, ngay chỗ cái ngón cái mình chỉ cho nè. Dấu tích nhỏ nhỏ chỗ này nè các bạn. Các bạn mở rộng xuống. Đó, đây là phần mô tả nha. Ở dưới này mình có để đường link của shop game cũng như là trang Facebook của team mình. Đây là tài khoản của thật ghẻ nha. Quay lại luôn cho các bạn coi nè. Rồi, từ cưng lấy cưng quay luôn đi, cầm quay đi. Đây để mất công các bạn nói mấy anh em mình quay cắt bỏ này nó cái nè. Rồi, tôi quay luôn ghẻ của cưng, cưng quay đi. Là bao nhiêu đây? 3.000 kim cương. Chúc mừng là kìa. Rồi. Nhận áo của ai của ai? Lấy của ai trong ba đứa này có điện thoại nè. Cứ lấy của ai. Rồi quay luôn đi. Đúng quá. Quay ra đây cho mọi người cùng coi luôn nha. 9.999 kim cương. Yeah. Trời. Bình thường á, vòng quay may mắn thì tất nhiên sẽ có người trúng người không. Trong những lúc mà ai cũng quay đều hết, rất là nhiều người quay các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng đi, 1.000 người quay thì sẽ có người trúng người không thôi. Nếu ai cũng trúng á, đâu gọi là vòng quay may mắn đâu các bạn. Cho nên các bạn cứ quay, sẽ có lúc các bạn trúng thôi. Nếu ai cũng trúng nó hữu á, thì mấy anh em mình cho kim cương các bạn cũng được nữa. Đâu cần phải làm ra vòng quay may mắn chi các bạn. Bình thường là mình sẽ sử dụng cái tài khoản của mình để cho mấy em quay. Bây giờ mình để cho mấy em tự lấy tài khoản của mấy em luôn các bạn. Tự quay đi. Đưa lên cho quay cho mọi người coi luôn nè. Rồi đã quay cận. Mấy đứa biết bây giờ mấy giờ không? 11 giờ rưỡi rồi.
chính xác. Canh nãy giờ Linh đưa về khá là dễ nổ hụ luôn. Thôi, Tư lấy kim cương về máy của mình luôn đi ha. Ngày hôm nay anh không cần phải chuyện nữa. Thêm một điều nữa, bạn nào thắc mắc cứ nhắn tin trực tiếp vào fanpage của mấy anh em mình. Mình sẽ rep trả lời cho từng người luôn. Mấy anh em mình trước giờ làm việc công khai minh bạch. Thôi mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye.